Báo cáo bà con, tôi là Hồ Văn Hiền ở thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp. Năm nay là do cái điều kiện nắng nôi nhiều cho nên là phát sinh ra cái nếp sáp, vì thứ hai là sâu mọt đục cành đục thân sơ cô sốc be và sơ cô sông thân. Hai lọ này là pha được 200 lít. Bình 200 lít tôi phun thì sau khi được 3 ngày hoặc 5 ngày tôi kiểm tra lại thì thấy là cái nếp sáp nó dừng lại và hết. Rất hiệu quả trên cái cà, rồi cho nên là hiện nay là nắng chứ là cái nếp sáp nó phải giảm rất là mạnh mà coi như còn chỗ là phải chết đầy luôn. Cho nên là báo cáo bà con ra là dùng cái loại sơ cô súc be cộng với sơ cô súc thân để chúng ta phòng trì trên riệp tháp và sâu đục thân cũng là một cành trên cây cà phê.